Xin chào các bạn, hôm nay mình có làm một số mẫu nhân nam bằng vàng 24K. Mình coi lại cho các bạn cùng xem. Đây là nhẫn tròn này, 1, 2, 3, khoảng 30 cái đấy. Chỗ này phải 30 cái nhẫn tròn. Thì có từ 5 phân đến cả 3, 2 chỉ nhá. 5 phân, 1 chỉ, 2 chỉ. Và có cả nhẫn vuông luôn. Nhẫn vuông từ 3 chỉ, 4 chỉ và 5 chỉ. Rất là đẹp. Vàng ta thì giá hiện tại bây giờ có giá bán ra là 5 triệu 300 nghìn một chỉ và giá mua vào là 5 triệu 200 nghìn một chỉ. Thì giá vàng vẫn là tăng vì vàng có giá trị cao mà, nên là có mấy khi nó giảm đâu. Và các bạn mua vàng ta nó có đặc điểm rất là hay như này. Ví dụ các bạn mua cái nhẫn kìa, nhẫn vuông mặt rồng ấy, 5 chỉ đấy. Các bạn mua thì công nó rất rẻ thôi, công một nhẫn đấy chỉ khoảng 200 thôi, 180 đến 200 nghìn. Các bạn đeo một thời gian mà các bạn không thích mẫu mặt rồng nữa, các bạn lại đổi sang mặt chữ phúc thì các bạn chỉ mất tiền công có nhẫn khác thôi. Nhưng mà có như ở cái đấy các bạn thích nhẫn mặt rồng rồi nha, các bạn mua rồi sau này các bạn thích đổi sang chữ phúc thì các bạn chỉ cắt thêm tầm khoảng 150 hoặc 180 200 nghìn tiền công thôi, còn vàng đổi sang vàng không mất gì cả. Đấy, bên mình giao dịch rất là dễ như thế, để ưu tiên như thế để cho các bạn mua bán trao đổi cho dễ, chứ không phải là bán đi xong mua lại đâu. Các bạn cầm nhẫn 5 chỉ đổi nhẫn 5 chỉ khác chỉ các tiền công thôi, hoặc các bạn không thích nhẫn, các bạn thích dây thì các bạn đổi 5 chỉ nhẫn sang 5 chỉ dây thì các bạn chỉ các khoảng mấy trăm nghìn tiền công thôi, khoảng 300 nghìn hoặc 200 rưỡi tiền công của dây thôi. Nó tùy loại dây, mỗi loại dây có một công khác nhau. Đấy, đây là nhẫn nữ một chỉ này, hoặc các bạn mua nhẫn tròn này cũng rất đơn giản thôi. Các bạn mua nhẫn tròn này sau này các bạn thích đổi sang cái khác to hơn thì các nhẫn tròn này không có công tí nào cả, không công, chỉ bán nguyên giá vàng. Các bạn mua một cái 2 chỉ, sau này các bạn thích hai cái 1 chỉ thì các bạn mang đi đổi không mất gì cả, free luôn, vì nhẫn tròn nó không mất công mà, chỉ các bạn được đủ trọng lượng vào là được, các bạn đừng có làm hao thì đổi hoàn toàn không mất gì cả. Đấy, vàng ta nó có đặc điểm như vậy, rất ưu tiên nhiều cái hay như vậy, nên là các bạn mua để tiết kiệm thì nên mua vàng ta, còn mua vàng tây thì đeo cho đẹp. Rồi mình xin kết thúc video ở đây nhá, cảm ơn các bạn, xin chào. Xin kết thúc video ở đây nhá, cảm ơn các bạn, xin chào.